Vợ tổ chức lễ cúng 49 ngày cho cố nghệ sĩ Vân Quang Long, xót xa hình ảnh con thơ mặc áo tang ngơ ngác bên mẹ. Bỏ qua những lùm xùm với gia đình chồng, vợ ca sĩ Vân Quang Long đã có những hành động đẹp sau 49 ngày cố nghệ sĩ qua đời. Vào cuối tháng 12 năm 2020, ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời ở Mỹ. Hiện tại, tro cốt cố nghệ sĩ đã được an vị bên cạnh mộ phần của ông bà nội ở Đồng Tháp. Sau tang lễ, linh đàn vợ cố ca sĩ Vân Quang Long và nhà chồng liên tục xảy ra lùm xùm không đáng có. Cho đến hôm nay, ngày 15 tháng 2, tròn 49 ngày cố ca sĩ qua đời, Ninh Lan có động thái gây chú ý trên mạng xã hội. Bỏ qua chuyện không vui, Ninh Lan đã tổ chức lễ cúng trang nghiêm và phát từ thiện cho người nghèo để cầu mong vong linh người chồng quá cố sớm được siêu thoát. Có thể thấy, thân sắc Ninh Lan đã tốt hơn rất nhiều. Hình ảnh con thơ mặc áo tang đứng cạnh mẹ khiến ai nhìn cũng đau lòng. Không giấu được cảm xúc, vợ cố ca sĩ Vân Quang Long bày tỏ như sau: "Hôm nay là 49 ngày của anh rồi. Em cũng có làm những phần lì xì gửi đến cho bà con nghèo ăn Tết, cũng để nguyện hồi hướng công đức đến cho anh." Ninh Lan tổ chức lễ cúng 49 ngày của người chồng quá cố. Con gái cố ca sĩ Vân Quang Long mặc áo tang ngơ ngác đứng cạnh mẹ khiến ai cũng phải xót xa. Do 49 ngày của ca sĩ Vân Quang Long chung với mùng 4 Tết, nên vợ cố ca sĩ cũng thay mặt chồng quá cố trao lì xì cho bà con nghèo. Trước đó, Ninh Lan cũng dùng tiền phung điếu của ca sĩ Vân Quang Long để phát gạo từ thiện. Hiện tại, tro cốt của ca sĩ Vân Quang Long đã được an vị tại tỉnh Đồng Tháp. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.